lòng trạnh thương của Thánh VinhSơn. Hôm nay, chúng ta cùng nhau cử hành lễ kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, một vị thánh có đời sống và di sản mãi mãi truyền cảm hứng và thách thức chúng ta trong ơn gọi Kitô hữu. Ngài được biết đến như là tông đồ của bác ái, Thánh Vinh Sơn đã dâng hiến cả cuộc đời mình để phục vụ người nghèo, người bệnh và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Cuộc đời của Ngài là một sự diễn tả sâu sắc thông điệp tin mừng về tình yêu, lòng trắc ẩn và khiêm nhường. Hôm nay, thật phù hợp khi chúng ta cùng suy niệm về gương sáng của Ngài để củng cố quyết tâm sống dấn thân với Đức Kitô và với người lân cận của mình. Thánh Vinh Sơn Phaolô sinh ra tại Pháp năm 1581 trong một gia đình nông dân khiêm tốn. Ban đầu, mục tiêu của Ngài khi còn là một linh mục trẻ là tìm kiếm một vị trí an nhàn và thăng tiến trong xã hội. Nhưng nhờ ân sủng của Thiên Chúa, trái tim của Ngài đã biến đổi và Ngài bắt đầu nhìn thấy sự đau khổ và nghèo khổ xung quanh mình với một cái nhìn mới. Thay vì theo đuổi tham vọng cá nhân, Vinh Sơn đã đáp lại lời mời gọi của Chúa để phục vụ người nghèo và những người bị lãng quên. Ngài đã thành lập các tổ chức từ thiện như Tu hội truyền giáo, Vincentians và Nữ tử bác ái để mang lại sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho người nghèo khó. Qua những công việc này, Thánh Vinh Sơn không chỉ cung cấp lương thực, chỗ ở và sự chăm sóc cho những người túng thiếu, mà còn khôi phục lại phẩm giá của họ như là con cái của Thiên Chúa. Ngài nhắc nhở giáo hội rằng bác ái phải là trung tâm của sứ mạng Kitô hữu của chúng ta. Cuộc đời của Thánh Vinh Sơn Phaolô là hiện thân của đức bác ái Kitô giáo, một đức tính vượt xa những việc làm thiện nguyện thông thường. Bác ái, như Ngài hiểu, không chỉ là việc ban phát vật chất mà là gặp gỡ Đức Kitô trong những người đang đau khổ. Trong sách Tin Mừng Matthew 25:40, Đức Giêsu nói với chúng ta: "Tất cả những gì các con đã làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy, là các con đã làm cho chính Thầy." Thánh Vinh Sơn đã sống trọn vẹn chân lý này trong sứ vụ hàng ngày của Ngài, nhận ra rằng phục vụ người nghèo chính là phục vụ Đức Kitô. Lễ mừng này thách thức chúng ta tự xét lại đời sống mình và tự hỏi, chúng ta đáp lại nhu cầu của tha nhân như thế nào? Chúng ta có nhìn thấy khuôn mặt của Đức Kitô nơi những người nghèo khổ, bị gạt ra ngoài lề, những người cô đơn và đau khổ không? Đức bác ái Kitô giáo đích thực đòi hỏi chúng ta phải yêu thương không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động, vượt lên trên những gì là thoải mái và mở rộng trái tim cho những người đang cần chúng ta nhất. Như Thánh Vinh Sơn từng nói, hãy yêu mến Thiên Chúa, anh em của tôi, nhưng hãy yêu bằng sức mạnh của đôi tay và mồ hôi của trán mình. Một trong những dấu ấn trong đời sống tâm linh của Thánh Vinh Sơn là hiểu rằng phục vụ người nghèo phải được đặt nền tảng trên một mối quan hệ sâu xa với Thiên Chúa. Ngài là một con người của cầu nguyện, và chính trong cầu nguyện Ngài tìm được sức mạnh và sự hướng dẫn để kiên trì trong sứ mạng. Những công việc bác ái của Ngài tuôn trào từ sự hiệp thông thân mật với Đức Kitô, đặc biệt là trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta cũng được mời gọi kết hợp đức tin của mình với sự phục vụ. Nếu chúng ta muốn thực sự phục vụ tha nhân, trước tiên chúng ta phải kết nối với nguồn tình yêu và ân sủng chính Đức Giêsu Kitô. Nếu không có nền tảng này, những công việc từ thiện của chúng ta có thể trở nên trống rỗng hoặc tự phụ. Cuộc đời của Thánh Vinh Sơn nhắc nhở chúng ta rằng phục vụ không chỉ là làm những điều tốt mà còn là để tình yêu của Thiên Chúa hoạt động qua chúng ta. Trong sự khiêm nhường của mình, Thánh Vinh Sơn biết rằng Ngài không thể làm gì một mình. Ngài hoàn toàn phụ thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài để nâng đỡ và dẫn dắt công việc của Ngài. Chúng ta cũng được mời gọi sống trong sự khiêm nhường và cậy trông vào Thiên Chúa, nhận biết rằng tất cả những gì chúng ta có và làm đều đến từ Ngài. Thánh Vinh Sơn Phaolô thường gọi người nghèo là những bậc thầy và thầy dạy của Ngài. Đây là một tuyên bố đầy táo bạo, nhưng nó phản ánh sự đảo ngược các giá trị của thế gian theo tin mừng. Trong con mắt của thế gian, người nghèo có thể bị coi là yếu đuối hoặc không quan trọng, nhưng trong con mắt của Thiên Chúa, họ là những viên ngọc quý. Thánh Vinh Sơn hiểu rằng người nghèo có nhiều điều để dạy chúng ta về đức tin, sự kiên nhẫn và sức mạnh của ân sủng Chúa. Khi chúng ta phục vụ những người thiếu thốn, chúng ta không chỉ trao ban mà còn nhận lại. Chúng ta học được sự khiêm nhường, kiên nhẫn và lòng trắc ẩn. Chúng ta được nhắc nhở về sự nghèo nàn của chính mình trước Thiên Chúa, về sự cần thiết của lòng thương xót và ân sủng của Ngài. Khi chúng ta bước theo con đường của Thánh Vinh Sơn, chúng ta được mời gọi nhìn người nghèo không phải là đối tượng của lòng thương hại, mà là anh chị em của chúng ta trong Đức Kitô, là những người tiết lộ cho chúng ta khuôn mặt của Thiên Chúa. Mặc dù Thánh Vinh Sơn Phaolô nổi tiếng với những hành động bác ái, Ngài cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của đói nghèo và bất công. Ngài đã làm việc không chỉ để cải thiện cuộc sống của người nghèo thông qua sự giúp đỡ trực tiếp mà còn bằng cách thúc đẩy thay đổi hệ thống xã hội. Ngài tin rằng bác ái phải đi kèm với công lý. Hôm nay, khi chúng ta cử hành lễ kính Ngài, chúng ta được nhắc nhở về trách nhiệm của mình trong việc làm cho thế giới trở nên công bằng và bình đẳng hơn. Chúng ta được mời gọi không chỉ để cung cấp cho những nhu cầu cấp bách của người nghèo mà còn để giải quyết những cơ cấu và hệ thống duy trì sự nghèo đói, bất bình đẳng và đau khổ.
Khi làm điều đó, chúng ta thực hiện lệnh truyền của Đức Kitô là yêu thương tha nhân và làm việc cho sự hiện diện của nước trời trên trái đất. Anh chị em thân mến, khi chúng ta tôn vinh Thánh Vincent Paulo hôm nay, hãy để cuộc đời của Ngài truyền cảm hứng cho chúng ta sống một đời sống bác ái, khiêm nhường và phục vụ. Hãy nhớ rằng mỗi hành động yêu thương và tử tế, dù nhỏ bé đến đâu, cũng là một sự phản chiếu của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới. Và hãy quyết tâm sống tin mừng qua những hành động cụ thể, đặc biệt là trong việc chăm sóc người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Nguyện xin Thánh Vincent cầu thay nguyện giúp cho chúng ta để chúng ta có thể noi gương Ngài, để một ngày kia chúng ta có thể nghe được lời của Chúa: hỡi người đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chúng ngươi. Amen.